mình không thể nào so sánh nó với những cái loa sao 3 được. Cái loa sao 3 cấu trúc của loa nó khác, những dòng này cấu trúc nó khác, những củ loa như thế này nó sẽ phục vụ được cho việc hát nhưng nó sẽ hơi khô và hơi chuyên một xíu. Với dạng loa đồng trục này, với thiết kế là củ chép và củ bát trên cùng một đường thẳng, thì như các bạn thấy đó, ưu điểm đầu tiên kích thước nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vị Audio. Mình là Khánh. Hôm nay tiếp tục với series các dòng loa mà thường được sử dụng trong dàn karaoke. Thì clip này mình sẽ phân tích ưu nhược điểm của từng dòng và hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng, lựa chọn cái dạng loa mà phù hợp với dàn karaoke nhà mình. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là dòng loa nằm truyền thống. Các dòng loa nằm truyền thống như thế này thì ưu điểm đầu tiên của nó là giá thành đầu tư. Giá thành đầu tư của một cặp loa truyền thống như thế này có giá từ 8 triệu trở lên và không quá 20 triệu. Và khi ghép thành bộ dàn thì giá nó cũng chỉ dao động không quá 30 triệu đến 35 triệu đâu. Đó là ưu điểm đầu tiên. Ưu điểm thứ hai phải nói về là về chất âm. Do là như mình đã nói, do sử dụng gân bát mềm bằng cao su và bằng foam và chép thì là xà chép giấy, nên là cái tiếng loa của những dòng loa như thế này nó sẽ khá là mềm, nện tai, dễ nghe, dễ hát. Đó là lý do tại sao những dòng loa nằm này hiện tại vẫn đang rất là nhiều khách hàng ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Còn nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó thì về kích thước là dòng loa như thế này, nó là làm bằng ngang nên kích thước chiều ngang của nó khá là rộng, nó khá là chiếm chỗ. Đặc biệt là khi mà nhà khách có một cái không gian có cái tủ kệ tivi không quá lớn thì những dòng như thế này nó sẽ không thể đặt trên kệ tivi được mà bắt buộc phải treo. Đó là nhược điểm đầu tiên của nó. Đặc biệt là với những dòng loa mà có bát trên 25 nha. Hiện tại cái dòng Bassion 12 mình đang có ở đây là dòng bát 30, nên các bạn có thể thấy chiều ngang của nó rất là rộng. Nhược điểm thứ hai là về phần công suất. Như mình đã nói, phần công suất của loa nằm thì nó sẽ không quá 300W, nên là nó chỉ đáp ứng được cho không gian có diện tích từ 20m² trở xuống. Hoặc là nếu mọi người lắp trong phòng khách thì mọi người ngồi cách loa không quá 3m thì loa này nó mới đáp ứng đầy đủ tất cả các giải được. Vậy thì khách nào, người tiêu dùng nào nên lựa chọn loa nằm cho cái bộ dàn karaoke của mình? Đầu tiên là những khách có mức chi phí đầu tư vừa phải, không có muốn đầu tư quá nhiều vào bộ dàn karaoke thì dòng loa nằm này sẽ là một cái dòng loa rất là phù hợp. Ngoài ra, như mình đã nói, không gian lắp đặt không được quá 20m², và nếu mà lắp vào phòng khách thì cái vị trí giữa cái chỗ đặt loa với vị trí mà mình thường xuyên ngồi hát, khách hàng thường xuyên ngồi hát, không quá 3m. Tiếp đến là dòng loa đứng. Những dòng loa đứng như thế này, ưu điểm đầu tiên của nó là cái chiều ngang của nó sẽ gọn hơn dòng loa nằm. Khi mà mình đặt lên cái kệ tivi á, nó sẽ gọn hơn, vừa hơn, không tốn quá nhiều diện tích. Ưu điểm thứ hai của nó là về phần công suất. Vì thiết kế là một cái dòng loa chuyên nghiệp với chép còi và màng loa sử dụng làm loa giấy, nên là những dòng loa như thế này nó sẽ có công suất từ 250W trở lên và phù hợp với những không gian trên 20m². Âm thanh thì nó sẽ ra âm thanh, cái tiếng bát nó chắc hơn, tiếng chép nó nhuyễn hơn, nó nhiều hơn. Cái tiếng giọng hát của mình nó cũng sẽ thoát ra tốt hơn. Ngoài ra, những dòng loa đứng như thế này nó sẽ có độ nhạy tương đối cao hơn so với cái dòng loa nằm. Nói sơ qua về độ nhạy một tí thì những độ nhạy của loa nó sẽ tính bằng đơn vị là decibel, thì nó sẽ có chạy từ 80 đến 100 decibel. Thì về một cái ví dụ cơ bản, cái độ nhạy của loa là khi một loa có độ nhạy cao thì nếu mà mình đánh cùng một công suất only thì những loa có độ nhạy cao hơn nó sẽ phát ra tiếng lớn hơn. Nói về nhược điểm thì dòng loa này, đầu tiên là về mức giá. Mức giá của đầu tư của một cặp loa full như thế này, một con loa đứng như thế này sẽ có giá dao động từ 18 triệu trở lên cho đến hơn 100 triệu cũng có luôn. Và khi ghép một bộ dàn thì cũng không thể nào dưới 35 triệu được. Nhược điểm thứ hai mình muốn nói đến là các dòng loa như thế này thì nó có thiết kế nó hơi hầm hố một xíu. Mọi người có thể thấy là thường thì những dòng loa full như thế này, những dòng loa đứng như thế này nó sẽ có, thường nó sẽ là màu đen. Thứ hai nữa là chất sơn sẽ là chất sơn kiểu chất sơn sầy, sơn cát ấy, thì nó sẽ nhìn vô cái bộ dàn của mình nó sẽ hơi ngầu một xíu. Nếu mà lắp vô không gian phòng khách thì nó hơi hầm hố một xíu.
Tuy nhiên là khách hàng đến với Thiên Vũ sẽ được tư vấn rất là kỹ về chuyện này và sẽ có thể lựa chọn ở những dòng sản phẩm mà nó có tính thẩm mỹ cao hơn một xíu, như là những dòng Clip Pro 102 mình hay bán, hay là những dòng SE-MF3. Những dòng đấy tuy là cũng là loa full range, cũng là loa đứng như thế này, nhưng mà nó lại có thiết kế đẹp hơn, tinh tế hơn. Vậy khách hàng nào nên lựa chọn cái sản phẩm dạng loa như thế này cho bộ dàn karaoke nhà mình? Đầu tiên là những khách hàng có mức chi phí đầu tư từ tầm trung cấp trở lên đến cao cấp. Thứ hai nữa là những khách hàng có lắp đặt ở cái không gian á, nó hơi lớn một xíu, nó từ 25m² trở lên. Hoặc là nếu mà lắp phòng khách á, thì cái vị trí đặt loa đến vị trí mà mình hay thường ngồi hát á, thì nó từ 4m trở lên. Thứ ba nữa là nếu mà khách hàng muốn một cái sự chỉnh chu trong phần âm thanh và muốn trải nghiệm một cái bộ dàn karaoke chuyên nghiệp tương tự như ngoài quán karaoke thì nên sử dụng dòng loa này, bởi vì thực tế thì tất cả các quán karaoke hiện nay đều sử dụng những dạng loa đứng như thế này cho cái phòng hát của mình. Dạng loa tiếp theo sẽ là dạng loa đồng trục. Với dạng loa đồng trục này, với thiết kế là củ chép và củ bass trên cùng một đường thẳng, thì như các bạn thấy đó, ưu điểm đầu tiên kích thước nhỏ gọn, cực kỳ nhỏ gọn nhưng mà công suất rất là cao. Loa SE Code 8 công suất đến 250W một loa, công suất liên tục nha, công suất RMS á. Đó là ưu điểm đầu tiên. Ưu điểm thứ hai của nó là vì thiết kế như thế nên âm bass và âm chép của nó sẽ cùng một góc phủ và âm thanh nó sẽ ra đều hơn. Cho dù là khách hàng, mọi người có đang đứng hay là đang ngồi như thế nào thì âm thanh nó cũng đều phủ đều đến các góc cho mọi người. Nó rất phù hợp với những căn phòng mà nó hơi khó một xíu, lắp đặt nó hơi khó một xíu, mà không gian nó hơi hẹp một xíu á, thì mọi người nên lựa chọn cái dòng sản phẩm loa đồng trục này. Tuy nhiên cái dòng loa đồng trục này cũng có những cái nhược điểm. Đầu tiên của nó là chi phí sản xuất sẽ cao, cao luôn hơn luôn cái dòng loa đứng nãy mình mới nói nha. Những dòng loa đồng trục này chi phí sản xuất sẽ cao hơn các dòng loa đứng. Một ví dụ điển hình cho nó là cái dòng Nasal PS8. Nó giống như nó làm cái loa full range như cái loa đứng như mình nói á, thì có mức giá tầm 40 triệu một cái. Nhưng cái dòng loa đồng trục của nó cũng của Nasal luôn, cái dòng P8 thì có giá đến 60 triệu một cái. Đó, nên là nếu khi sử dụng cái loa đồng trục này thì chắc chắn chi phí đầu tư sẽ tăng. Nhược điểm thứ hai của nó dựa ngay trên con SE Code 8 này thôi, là vì kích thước quá nhỏ, dù công suất là 250W nhưng do kích thước nhỏ nên bắt buộc khi ghép dàn với cái SE Code 8 này thì mọi người bắt buộc phải đầu tư thêm một cục subwoofer để cho nó hỗ trợ âm trầm và âm mid low. Tiếp tục một lý do khiến bộ dàn nên cho loa đồng trục sẽ có độ chi phí lên. Vậy thì khách hàng nào nên lựa chọn sắc dòng sản phẩm loa đồng trục như thế này để lắp đặt cho bộ dàn karaoke nhà mình? Đầu tiên là những khách hàng vừa muốn karaoke mà vừa muốn nghe nhạc, vì những dòng loa đồng trục như thế này có chất âm nghe nhạc khá ok. Thứ hai nữa là những khách hàng nào mà có không gian lắp đặt của mình nó hơi khó, cái thế lắp đặt hơi khó, chẳng hạn như cái kệ tivi á, nó còn không còn đủ chỗ để mình đặt một cái loa đứng lên nữa, thì mình nên lựa chọn những sản phẩm như thế này. Nó nhỏ gọn và nó tinh tế mà nó đẹp cho cái không gian nhà mình. Cuối cùng là những khách hàng mà lắp đặt dàn karaoke cho căn hộ. Dòng này thực tế là một dòng chuyên lắp đặt cho căn hộ của bên Thiên Vũ. Bởi vì thứ nhất là kích thước nhỏ gọn, thứ hai là không có âm mid low nhiều nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Dòng loa này là dòng loa bên mình bán nhiều nhất cho căn hộ trong năm ngoái. Và dạng loa cuối cùng là dòng loa column như thế này. Dòng loa này thì có rất là nhiều ưu điểm. Đầu tiên là thiết kế. Thiết kế của dòng loa column này rất là đẹp, tinh tế. Nếu mà đưa hai loa vào phòng khách là cực kỳ thẩm mỹ luôn. Thứ hai là khi lắp đặt dòng loa này thì mọi người không cần phải quan tâm đến việc là khoan đục hay là treo loa, hay là DJ rầm rà hết trơn. Chỉ cần đặt hai loa hai bên, đấu tín hiệu vô là xong. Dấu dây rất là dễ. Ưu điểm thứ ba nữa là đối với những khách hàng mà có vị trí ngồi á, nó hơi xa loa một xíu á, kiểu loa đặt mà không gian phòng khách hơi rộng một xíu á, thì những do này á, cái độ phủ âm á, cái phóng xa âm thanh á, nó rất là xa. Nên là mọi người ngồi cách loa tầm 5m vẫn nghe rất là ok. Đó là ưu điểm của dòng này. Ngoài ra nữa, với những khách hàng mà ưa sự dịch chuyển, thích đi du lịch nè, thì những dòng này là
thực sự là quá tốt. Bởi vì là nếu mà mọi người chỉ cần rút nguồn ra, rút dây tín hiệu ra, mọi người bỏ cái cây này lên cái túi, bỏ trong cái túi và xách cái này đi, bỏ vô cốp xe, là mọi người đã có thể mang nguyên bộ dàn karaoke đi du lịch theo mình rồi. Thậm chí là có thể là không đi du lịch thì mọi người thích lâu lâu đăng bộ dàn đang để phòng khách đi, nhưng mà lâu lâu mọi người thích mang lên sân thượng thì mọi người có thể tháo ra và mang lên sân thượng thôi. Bên mình có cái phụ kiện mic Echo 6 mic M1 mà. Một cái bộ mic quá nổi tiếng rồi. Mình cũng không muốn giới thiệu gì thêm nữa, nhưng mà mọi người cứ qua trải nghiệm nha. Thì chỉ cần thêm một cái mic Echo đó kết hợp với những dòng loa cột như thế này là mọi người có thể mang đi du lịch thoải mái rồi. Thậm chí có những cái loa như loa JBL MK2 đi, nó còn có pin trong đó nữa cơ. Thì thậm chí mọi người có thể mang ra những vùng không có điện đóm như trên, mang ra hẳn bãi biển mọi người chơi luôn. Rất nhiều ưu điểm. Một ưu điểm nữa của cái dòng này á, là khi mọi người lắp hai cái trụ hai bên á, thì mọi người không cần phải lắp đặt thêm cục đẩy hay là âm ly gì nữa. Vì thường cục đẩy âm ly á, có kích thước rất là bự, nên là thường khi đưa vào cái kệ tivi của mình á, nhìn nó rất là choáng chỗ và rất là vướng, rất là xấu. Khi mà lắp dòng này á, không cần cục đẩy nữa, chỉ cần vang số và micro rất là mỏng, chỉ có hai thớt nhỏ xíu, nhìn cái không gian lắp đặt bộ dàn của mình rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Tuy dòng loa này có rất nhiều ưu điểm, nhưng không phải nó không có khuyết điểm. Dòng loa nào cũng vậy thôi, có ưu phải có khuyết. Dòng loa này khuyết điểm của nó là gì? Vì cấu trúc vật lý của củ loa, như mọi người thấy này, củ loa khá là nhỏ. Dù là nhiều củ loa lại nó sẽ có sự cộng hưởng, nhưng cấu trúc vật lý vì củ loa quá nhỏ nên thường cái giọng hát của mình á, nó sẽ hơi khô một xíu. Nó sẽ không thể bằng được những dòng loa mà có kích thước củ loa lớn đó, cộng cái giọng hát của mình á, nó không có thoát ra được. Nói chung là nó sẽ hơi khô một xíu thôi nha, chứ mình không nói là nó dở hay là nó như mình không thể nào so sánh nó với những cái loa sao 3 được. Cái loa sao 3 cấu trúc của loa nó khác, những dòng này cấu trúc nó khác. Những củ loa như thế này nó sẽ phục vụ được cho việc hát, nhưng nó sẽ hơi khô và hơi chuyên một xíu. Vì thực tế mà nói, cái dòng loa này sản xuất cho á, là dành cho bên những ca sĩ người nước ngoài á, người ta hát acoustic á, người ta cắm mic trực tiếp của người ta hát luôn, nên là người ta yêu cầu cái giọng hơi khỏe một xíu đó. Đương nhiên là về Việt Nam thì mình có vang số, mình có micro, rồi mình sẽ set up cho mọi người nhẹ nhàng và dễ hát nhất có thể. Ngoài ra một nhược điểm nữa mà tụi mình phát hiện được khi mà lắp đặt cái dòng này nhiều là sao, là cái nút nguồn của nó, đây mọi người xem nha, cái nút nguồn của nó là cái nút nguồn nhấn. Là khi mọi người kết nối nguồn vào nó sẽ chưa mở lên, mà mọi người phải nhấn một cái nó mới mở nguồn. Thì sao? Thì khi mọi người muốn sử dụng dàn này là mọi người cứ phải ra đằng sau á, mò cái tay á, ấn vô một cái nó mới mở lên. Thì mọi người sẽ không tận dụng được cái quản lý nguồn. Nếu mọi người lắp quản lý nguồn, thường những dàn karaoke gia đình bên mình á, mình hay lắp quản lý nguồn á, thì mọi người chỉ cần bật tắt dàn một nút thôi. Tuy nhiên dòng này, nếu mà lắp dòng này thì nó không có sử dụng được như vậy. Dù là quản lý nguồn qua quản lý nguồn nó cấp điện cho rồi, nhưng mà nó không tự mở lên thì mình vẫn phải mò tay ra đằng sau, ấn được vô, nó mới mở nguồn. Đó là cái khuyết điểm của cái dòng này. Vậy thì những khách hàng nào nên lựa chọn cái dòng loa Kolum này cho bộ dàn karaoke nhà mình? Đầu tiên á, là những khách hàng có cái không gian phòng khách hoặc là không gian lắp đặt từ 30m² trở lên, hoặc là cái vị trí mà cách từ chỗ ngồi mình á, đến cái loa á, từ tầm trên 5m, thì mọi người nên sử dụng loa này. Nó sẽ phủ tới rất là rộng cho mọi người. Thứ hai nữa là mọi người ai mà thích sự linh động này, thích di chuyển này, thích đi du lịch này, mà lại muốn muốn mang luôn cái dàn karaoke của mình đi theo mình để đi chơi á, thì nên sử dụng những dòng loa như thế này. Chỉ cần thêm mic Echo cắm vô là coi như là lúc nào cũng có dàn karaoke, lúc nào cũng có dàn âm thanh để thi theo mình rồi. Thứ ba nữa là với những khách hàng nào hay chơi nhạc cụ, những dòng loa Kolum như thế này đánh ra tiếng nhạc cụ rất tốt. Đặc biệt như dòng Bow như thế này đánh ra tiếng cực kỳ chính xác, cực kỳ chuẩn. Nhưng mà đương nhiên nha, nếu mà muốn ghép cái nhạc cụ như guitar hay piano mà vô những cái dòng loa cột như thế này á, thì mọi người đừng có ghép vang số nha. Mọi người phải ghép mixer bàn cho mình. Còn lý do tại sao mà nên ghép mixer bàn khi mà chơi nhạc cụ mà ghép mixer bàn á, thì đợi mình trong clip tiếp theo nha, mình sẽ giải thích cho mọi người biết rõ từng chi tiết. Mọi người nên sử dụng cục đẩy hay vang số hay là âm ly hay là vang cơ hay là bất cứ các mixer trên thị trường, thì
mọi người chờ clip tiếp theo mình sẽ giải thích cho mọi người rõ hơn để mọi người lựa chọn sản phẩm cho chính xác. Vừa rồi mình mới chia sẻ cho mọi người cách lựa chọn loa phù hợp cho bộ dàn karaoke của mình, ưu nhược điểm của từng dòng và cách lựa chọn sao cho phù hợp. Thì nếu mọi người thấy hay thì mọi người cho mình một like, share và subscribe để mình có động lực hơn để mình làm các clip tiếp theo. Ngoài ra nếu mà có câu hỏi gì thêm hoặc là cần tư vấn kỹ thêm hoặc là nghe thử những dòng loa thì mọi người có thể đến ngay showroom của Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để nghe thử, hoặc là mình gọi điện xe đến số hotline mình để phía dưới đây để mọi người nhận được tư vấn chính xác nhất. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.